thưa quý vị câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về quyền lực của khán giả quyền lực của chính quý vị và ngày nay khi mà khoa học công nghệ phát triển internet mạng xã hội đã khiến tiếng nói quan điểm của mỗi người được cả thế giới biết đến một nút like hay là share của một người không có tác động gì nhưng nếu lên đến con số hàng triệu thì đã tạo ra một làn sóng một xu hướng một trào lưu nổi bật trong xã hội và sự yêu ghét của đám đông hiện nay có sức mạnh vô cùng to lớn nhắc đến điều này thì lại khiến cho tôi nhớ đến những chia sẻ của bạn bè trên trang cá nhân về bộ phim sống chung với mẹ chồng trên sóng truyền hình quốc gia một số khán giả thích thú xem bộ phim này song cũng có một bộ phận đòi tẩy chay vì phần hư cấu vô lý bệnh hoạn và đòi ngừng phát sóng có thể thấy là đã qua rồi cái thời Đài nói gì cũng đúng, bất kể món ăn gì từ nhà Đài là chuẩn mực để mọi người phải nói theo. Vâng, và sức mạnh đó không chỉ dừng lại ở sự vu vơ, bình phẩm trên trang cá nhân của mỗi người. Nó thực sự đã tạo ra một làn sóng thay đổi, mang tính định hướng và điều chỉnh. Mà điều này thì có thể thấy rõ nhất là chính giới showbiz. Sân khấu điều hưu Đó chính là lời đáp trả của khán giả dành cho Minh Béo, người phạm tội ấu dâm tại Mỹ và bị trục xuất về Việt Nam. Rõ ràng trong luật biểu diễn không có quy định về việc cấm hoạt động nghệ thuật với Minh Béo, nhưng khán giả thì có quyền tẩy chay. Trước đó, hình ảnh của Minh Béo cũng đã được nhiều đài đưa ra khỏi các chương trình hoặc cắt sóng. Nếu không có sự phản ứng của các nghệ sĩ kêu gọi tẩy chay hương giang idol, trước câu nói vô lễ với đàn anh trung dân trong một game show truyền hình thì có thể Hương Giang vẫn chưa nhận ra cái sai của mình và chưa chịu xin lỗi người mình là tổn thương. Cũng chính từ sự chỉ trích gay gắt của dư luận và đòi hỏi dẹp bớt những chương trình game show nhạc, vô bổ mà mới đây nhiều đài truyền hình làm động thái giả soát lại nội dung lên sóng. Thậm chí có đài như đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long đã cắt sóng MC Trấn Thành ra khỏi sân chơi dành cho trẻ em vì không phù hợp và có lẽ nhiều người chưa quên làn sóng tẩy chay của các bà mẹ bỉm sữa với nhãn hàng mà Hồ Ngọc Hà đại diện trước scandal làm người thứ ba của cô. Điều này đã khiến nữ hoàng giải trí lao đao không ít và hợp đồng quảng cáo cũng bớt lại. Và chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về thứ quyền lực mạnh mẽ vô hình trên với sự có mặt của một nhà báo theo dõi mảng văn hóa giải trí lâu năm và xin được giới thiệu tới quý vị khán giả nhà báo Hà Tùng Long đến từ báo mạng điện tử Dân trí. À, cảm ơn anh đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. À, trong những ví dụ mà chúng tôi có vừa nhắc đến thì tôi thấy rằng là có một ví dụ nội bật nhất đó chính là phản ứng của dư luận đối với việc cấp phép cho các ca khúc ra đời trước năm 1975 của cục nghệ thuật biểu diễn. Vậy thì để có những luồng dư luận đó thì chắc chắn là cũng có những cái ảnh hưởng tác động từ những bài báo của truyền thông và là một nhà báo thì anh đánh giá là phản ứng của đám đông của dư luận trong vụ việc này như thế nào? À, như chúng ta sẽ rằng là vừa rồi thì cục nghệ thuật biểu diễn có cấp phép cái việc là ra một cái văn bản cấm lưu hành và phổ biến năm ca khúc sáng tác trước năm 1975 ở miền Nam. Thế thì là sau khi mà có cái văn bản này ra thì vấp phải sự phản đối rất là lớn của đám đông trên mạng xã hội. À, đám đông mạng xã hội đã ra sức phản ứng bởi vì là cái văn bản này nó không phù hợp với cái xu thế phát triển. Và cái thứ hai nữa là những cái ca khúc này bản thân của nó thì nó cũng không có cái vấn đề gì về nội dung ca từ hay giai điệu. Và sau khi mà à, vấp phải cái sự phản ứng của dư luận thì là bên cục nghệ thuật biểu diễn đã có cái sự điều chỉnh, thay đổi và thu hồi lại cái lệnh cấm đấy. Và qua cái sự việc này thì chúng ta thấy rằng là cái sức mạnh vô hình của đám đông mạng xã hội nó rất là ghê gớm và nó có thể thay đổi những cái điều nó trái ngược với cái sự phát triển của xã hội để khiến cho nó đi đúng vào quỹ đạo hơn. Vâng, anh đánh giá như thế nào về tác động của đám đông ở trong cái vụ những vụ việc như thế này? À, như chúng ta thấy rằng là thời gian qua thì có rất là nhiều những cái câu chuyện Được nêu trên các cái phương tiện truyền thông Liên quan đến cái sức mạnh của đám đông mạng xã hội Thì là chẳng hạn như là cái hiện tượng của câu chuyện của nghệ sĩ Minh Béo à, Sau khi mà phạm tội ở bên Mỹ về, trở về Việt Nam Thì là vấp phải cái làn sóng tẩy chay của rất là nhiều những ông bố và bà mẹ Cái thứ hai nữa là cái câu chuyện hài tục, hài nhảm trên truyền hình à, Nhất là cụ thể hơn đấy là cái chuyện là Trấn Thành bị cấm sóng à, Từ cái đài truyền hình Vĩnh Long hay là cái câu chuyện gần đây đấy là cái câu chuyện mà người bố đi thi hát để mà kiếm tiền nuôi sống hai người con bị não thế thì là qua những cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng là đám đông mạng xã hội đã góp phần rất là lớn trong việc làm rõ những cái vấn đề từ những cái vấn đề tích cực thì nó sẽ nhân rộng và những cái vấn đề mà tiêu cực thì nó sẽ hạn chế dần đặc biệt là như nhân vật Trấn Thành thì sau khi mà bị đám đông phản ứng rồi là ném đá, đòi tẩy chay thì là đã có cái sự điều chỉnh rõ hơn về hành vi, về thái độ, về cách ứng xử khi mà xuất hiện trên truyền thông hay là xuất hiện trên các cái sân khấu hoặc là các cái sự kiện của showbiz và rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái nghệ sĩ hay là người bình thường thì là đều trong cái thời công nghệ số này thì đều bị chi phối rất là nhiều bởi đám đông mạng xã hội và đám đông mạng xã hội người ta có quyền lực khá là lớn và có thể là làm biến đổi, làm thay đổi những cái sự việc nó trái chiều và là làm cho cả những cái câu chuyện nó đang ở trong bóng tối nó ra ánh sáng. Vâng. À, chúng ta cũng thừa nhận rằng không phải lúc nào ý kiến của đám đông cũng là đúng, nhưng mà tôi muốn hỏi anh rằng là có phải là đa số các ý kiến của đám đông thì đều là đúng hay không? Ờ, chúng ta thấy rằng là một trong những cái đặc điểm của đám đông mạng xã hội đấy là nó có những cái sự cảm tính, nó có sự mà dễ bị kích động, dễ bị à, thay đổi. À, cho nên là trong những cái việc, những cái hành động gì mà đã xuất phát từ cái sự cảm tính thì chưa hẳn đã hoàn toàn là chuẩn xác. À, như chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện của cái ông bố mà đi thi hát để mà nuôi à, mà kiếm gây, kiếm tiền để giúp đỡ à, nuôi sống hai cái người con bị bị não thì là trong cái câu chuyện này lúc đầu thì tất cả mọi người đều ùa vào và ủng hộ cũng như là rất là 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 thể hiện cái lòng thương gieo cho anh ta rất là nhiều những cái lòng nhân ái nhưng mà sau khi biết rõ cái câu chuyện đằng sau nó không phải như thế thì người ta lại quay trở lại là có những cái sự phản ứng thế thì rõ ràng là tất cả mọi cái sự vào hùa mà mọi cái sự ủng hộ của đám đông không hoàn toàn là chính xác mà uh, nó có những cái mặt uh, khá là là hạn chế. Tuy nhiên thì rõ ràng là những cái việc những cái trường hợp những cái hoàn cảnh mà được đám đông uh, giúp đỡ, ủng hộ cũng như là chia sẻ cái lòng nhân ái của mình thì đều đã có cái sự thay đổi đáng kể về cuộc sống, về hoàn cảnh. Vâng. À, chúng ta đều thừa nhận rằng là hiện nay thì ví dụ như là một ý kiến nào đó được đăng tải ở trên Facebook thì cái lượng like và lượng share là hoàn toàn có thể mua được một cách dễ dàng. Bởi vậy cho nên không phải là lúc nào ý kiến của đám đông hay là một ý kiến được nhiều người like nhiều người share thì cũng là một ý kiến đúng. À, đã bao giờ mà khi mà anh hoạt động trong nghề báo thì đã bao giờ anh thấy rằng là khi mà ý kiến của đám đông thể hiện không đúng chỗ, không đúng thì sẽ gây ra thảm họa hay chưa? Cái câu chuyện đấy là cái câu chuyện rất là quen thuộc và rất là thường xuyên chúng ta thấy rằng là khi mà nhiều người ấn một cái nút like hoặc share nó chưa hẳn đấy là một cái sự suy tính một cách thấu đáo về lý trí mà nó xuất phát có thể là xuất phát từ cảm tính một cái sự đơn giản trong cái tình cảm của mình chính vì thế cho nên là nó tạo ra những cái uh, nó khiến cho cái câu chuyện có thể là tiêu cực nhưng mà nó đi quá xa cũng uh, có thể là đi một cái sự lệch lạc nào đấy tuy nhiên thì là chúng ta thấy rằng là Uh, những cái sự việc những cái hiện tượng mà gần đây được báo chí đề cập ấy, thì là đã đã được là đã khiến cho cư dân mạng cũng cần cũng có một cái nhìn rõ hơn về những cái câu chuyện là khi mà được tung hô ở trên mạng ảo chính vì thế cho nên người ta đã nhắc đến rất là nhiều những cái cụm từ là cái sức mạnh của mạng ảo hay là sức mạnh của công nghệ số và uh, từ những cái câu chuyện này thì là cư dân mạng đang đang tôi thấy rằng là đang có một cái xu hướng dần dần di chuyển đấy là người ta ý thức hơn trong cái việc share và like. Vâng, à, xin được hỏi anh là đúng là cái quyền lực của khán giả rất lớn nhưng mà quyền lực của khán giả được thể hiện như thế nào, thể hiện có đúng hay không thì lại phụ thuộc rất lớn vào trình độ hiểu biết, trình độ văn hóa của số đông. Vậy thì anh nghĩ rằng là chúng ta đã thực sự có một số đông những người dân là có trình độ văn hóa, có sự hiểu biết đầy đủ hay là chúng ta cần thêm một công cụ nào đó nữa để dẫn dắt dư luận? À, người ta hay dùng cái từ khái niệm đấy là đám đông mạng xã hội thì cái đám đông mạng xã hội đây là chỉ số nhiều và nó có cái sự hỗn độn nó không có cái tổ chức chính vì thế cho nên là chắc chắn rõ ràng là nhìn nhận ở mọi phương diện và góc độ thì chúng ta thấy rằng là cần phải có một cái phương tiện để mà định hướng dư luận và không ai khác đấy là các cái phương tiện truyền thông như là các cái phương tiện báo truyền hình À, báo điện tử hay là báo viết cần phải có cái sự định hướng dư luận qua những cái bài viết của mình để làm sao để là dư luận nhìn nhận rõ hơn và về những cái vấn đề mà được nêu lên trên mạng ảo và thứ hai nữa là khi người ta nhấn nút like hoặc là share thì bản thân họ phải có một cái sự suy nghĩ bằng cái cảm tính, à, bằng cái lý trí của mình nhiều hơn là cảm tính. Vâng, à, khi mà ngày nay cái, cái quan điểm của số đông ngày càng được tôn trọng và cái sức ảnh hưởng quan điểm của số đông đối với một cá nhân cụ thể nào đó thì rất là lớn và chính vì vậy mà à, tất cả các nghệ sĩ ở trong showbiz hoặc là những người nổi tiếng à, trong các lĩnh vực khác thậm chí là bất kỳ một người bình thường nào thì cũng phải cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói cũng như là trong từng hành động của mình vậy thì phải chăng điều này à, chính là một cái điều tích cực tác động đến showbiz nói chung cũng như là đời sống xã hội nữa. nói chung đúng thế à, tự, đấy là một cái sự, mà, sự thật mà chúng ta đã nhìn thấy rõ Tức là khoảng 3 năm trở lại đây thì rõ ràng là trong cái thế giới showbiz nó đang phân chia rất là rõ rệt. Đấy là những cái người mà đã từng dùng chiêu trò, dùng những cái uh, những, những những cái chiêu trò để mà mà bước chân vào showbiz cũng như là xuất hiện ra đám đông đánh bóng cái tên tuổi của mình thì là đang dần dần phải kiềm chế mình lại. Họ phải tìm những cái cũng họ được chứ được phép dùng những cái chiêu trò để mà đánh bóng mình hoặc là bước chân vào sao bít nhưng mà họ phải văn minh hơn họ có một cái sự gọi là tính toán hơn trong cái việc là xuất hiện của mình bên cạnh đấy thì những cái tài năng những cái tài năng mà à, ở trong những cái mảng miếng mà người ta chưa được biết đến nhiều thì họ đã được cư dân mạng cũng như là những cái bài viết những cái status đã đưa họ từ bóng tối ra ánh sáng và họ trở thành những cái nhân vật rất là xuất chúng, họ thể hiện được cái tài năng của họ và được đám đông thừa nhận và ủng hộ. Thì đấy là một cái điều mà tôi tận, tôi nghĩ rằng là cái một cái mặt tích cực rất là lớn và rất là rõ của cái đám đông mạng xã hội khi mà mà dùng những cái quyền lực của mình để vâng. thay đổi. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Hà Tùng Long đã tới với chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị nghệ sĩ thì không sợ gì bằng sợ khán giả quay lưng và thái độ kiên quyết tẩy chay kiên quyết nói không với những người thiếu trách nhiệm trước hành vi và phát ngôn của mình trước những scandal không đáng có chính là cách thức để xây dựng văn hóa một cách hiệu quả nhất với giác văn hóa thì hãy nói không với cái tốt đẹp thì hãy ủng hộ một khi khán giả biết sử dụng quyền lực của mình quyền công dân của họ cũng được củng cố một bước và nhiều nghệ sĩ sau khi dính scandal thì cũng hiểu ra một điều là nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói trước công luận và đừng để mọi việc đi quá xa đợi đến lúc khán giả tẩy chay thì đã muộn